Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Bạc Liêu. Hôm nay thứ hai, ngày 26 tháng 3 năm 2018, chương trình tối nay có những thông tin đáng chú ý sau. Phát huy tinh thần tương thân tương ái và tính xung kích tình nguyện của tuổi trẻ đối với người dân còn gặp nhiều khó khăn, đoàn phường Nhà Mát đã thực hiện một số công trình phần việc mang nhiều ý nghĩa dân sinh. Hưởng ứng ngày chạy Olympic quốc tế, 72 năm ngày thể thao Việt Nam 27 tháng 3 và 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3, huyện Hòa Bình tổ chức lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018. Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Phước Long phấn đấu thực hiện hoàn thành việc xây dựng nhà ở cho người có công theo quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm nay. Trong 2 ngày 27 và 28 tháng 3 sẽ diễn ra đại hội lần thứ 3 Công đoàn viên chức tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2018-2023. Tất cả các mặt công tác tổ chức đại hội đã được chuẩn bị hoàn tất, sẵn sàng để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. Chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2018. Hôm qua, đoàn khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức chuyến về nguồn làm công tác an sinh xã hội tại xã An Trạch, huyện Đông Hải. Trong chuyến về nguồn lần này, cán bộ đoàn viên thanh niên các cơ quan tỉnh đã cùng tham gia nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa như tặng một căn nhà nhân ái trị giá 25 triệu đồng cho đoàn viên nghèo, trao 50 suất quà cho các em học sinh nghèo hiếu học, tổ chức khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho 250 hộ dân của xã, phối hợp với trường trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp tuyên truyền luật giao thông, tặng 30 nón bảo hiểm cho các em học sinh tại điểm trường. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh còn vận động các cơ sở đoàn trực thuộc tặng 5 suất quà cho 5 hộ gia đình Khmer có hoàn cảnh khó khăn trước thềm Tết Chon Tham Thơ Mây. Cũng trong hoạt động lần này, tuổi trẻ khối các cơ quan tỉnh cùng đoàn viên thanh niên các chi đoàn trực thuộc xã đoàn An Trạch đã giao lưu bóng chuyền nhằm thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó giữa hai đơn vị. Thưa quý vị và các bạn, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác an sinh xã hội là nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái và tính xung kích tình nguyện của tuổi trẻ đối với địa phương, nhất là khi người dân trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn. Thời gian qua, đoàn phường Nhà Mát đã thực hiện một số công trình phần việc mang nhiều ý nghĩa dân sinh. Trong căn nhà tình thương vừa được đoàn phường Nhà Mát vận động trao tặng cách đây không lâu, gia đình chị Quỳnh Thị Hoàng, khóm Chòm Xoài, phường Nhà Mát không giấu được niềm vui và xúc động đón tiếp chúng tôi. Ban chấp hành đoàn phường Nhà Mát cho biết, chị Quỳnh Thị Hoàng là một trong những trường hợp đặc biệt khó khăn, nhà nghèo lại đông con. Mặc dù chỉ mới 26 tuổi, nhưng có tới 4 đứa con đang trong tuổi ăn tuổi học. Vợ chồng chị lại không có nghề nghiệp ổn định. Cả gia đình phải trú mưa trú nắng trong căn nhà sập xệ, trống trước thiếu sau. Xét thấy hoàn cảnh khó khăn trên, đoàn phường Nhà Mát đã vận động các mạnh thường quân được 30 triệu đồng xây dựng một căn nhà mới khang trang và tạo điều kiện cho vợ chồng chị có việc làm nhằm kiếm thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Cùng với đó, đoàn phường cũng vận động hỗ trợ 500.000 đồng mỗi tháng cho con chị Hoàng trang trải chi phí đến trường. Được, nhưng sau khi được cái nhà về, em cũng cảm ơn mấy anh, mấy chị ở đoàn phường với lại ủy ban phường này kia giúp đỡ cho em. Em cảm ơn rất là nhiều. Nhà rồi này kia thì chồng em đi làm thì nó cũng lúc làm lúc nghỉ, nó không có được ổn định. Thì em định làm miếng gãy sau đó với lại em đi bán hụ hợ hàng ngày vậy đó. Cho mấy đứa nhỏ nó đi học. Mặc dù đã hơn 80 tuổi, nhưng mỗi ngày, cụ Trần Văn Hon và cụ Võ Thị Tám, cặp vợ chồng già ở khóm kinh tế phường Nhà Mát, vẫn phải đi nhặt từng miếng da chai, vỏ bọc, chỉ mong kiếm được vài ngàn đồng mua gạo sống qua ngày. Ở cái tuổi gần đất xa trời, vợ chồng cụ Hon chỉ biết sống nương tựa vào nhau trong căn nhà không còn khả năng chống chọi với mưa gió. Đoàn phường Nhà Mát đã kết hợp với chi đoàn trại tạm giam công an tỉnh, nhận đỡ đầu và hỗ trợ gia đình cụ Hon mỗi tháng 20 kg gạo, đồng thời vận động xây lại căn nhà mới khang trang, kín đáo hơn để hai cụ được sống ấm cúng hơn những năm tháng tuổi già. Cũng cho gạo ăn hàng ngày, rồi ở ngoài công an văn phòng cũng có vô thăm viếng hoài, ở xã phường thì cũng có lợi hoài nó ngày đi, đói thì không có đói, được cái nhà là mừng lắm, đừng có ngập đừng cái là thôi vậy thôi không cần gì hết đó. Trong năm 2017, đoàn phường Nhà Mát đã vận động mạnh thường quân các đơn vị kết nghĩa, chi đoàn cơ quan tỉnh đoàn tặng 1,7 tấn gạo cho hơn 120 hộ nghèo và thăm hỏi 15 gia đình thuộc diện chính sách, người già neo đơn, sơn lại nhà cho 3 gia đình chính sách và tặng 15 phần quà. Mỗi tháng hỗ trợ học bổng cho 23 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn phường sẽ tiếp tục ký kết liên tịch với các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn nhằm sao có những cái công trình phần việc cụ thể, đặc biệt giúp đỡ đoàn viên thanh niên và người dân nghèo. Ngoài ra, đoàn phường cũng
tận dụng tập trung phát triển cái tổ tín dụng của phường để có một cái nguồn vốn dồi dào giúp cho đoàn viên làm kinh tế, phát triển kinh tế gia đình, kinh tế nông hộ và phát triển cái câu lạc bộ kết nối yêu thương. Hiện nay thì năm rồi á, năm 27 thì có 34 thành viên, đến nay thì đã có 43 thành viên và tổng số tiền mà các thành viên đóng góp thì hơn là 2,7 triệu một tháng. Và ngoài ra thì đoàn phường cũng tranh thủ các cái nhà hảo tâm thiện nguyện, thì các nhà tiếp tục trong năm 2018 thì dự kiến sẽ cắt 2 căn nhà cho gia đình chính sách và đoàn viên thanh niên khó khăn. Với chủ đề đoàn kết sáng tạo chung tay xây dựng phường Nhà Mát đạt chuẩn văn minh đô thị, đoàn phường Nhà Mát xác định phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng là một trong những nhiệm vụ then chốt góp phần cùng với địa phương thực hiện thành công năm dân vận khéo 2018. Qua các hoạt động tình nguyện sôi nổi, hiệu quả, thiết thực, tuổi trẻ phường Nhà Mát đã và đang khẳng định vai trò xung kích trên các lĩnh vực, tích cực rèn đức luyện tài vì cuộc sống cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Hưởng ứng ngày chạy Olympic quốc tế, 72 năm ngày thể thao Việt Nam, 27 tháng 3 năm 1946, 27 tháng 3 năm 2018 và 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sáng nay tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Hòa Bình đã diễn ra lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018. Tham gia buổi lễ có lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện cùng các cơ quan ban ngành đoàn thể và hơn 400 cán bộ công chức viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các em học sinh trên địa bàn huyện Hòa Bình. Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân được tổ chức gắn với cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại đã trở thành một hoạt động truyền thống hàng năm của huyện Hòa Bình nhằm từng bước tạo thói quen thường xuyên trong việc tập luyện thể dục thể thao, nâng cao thể chất cho mọi người. Đồng thời vận động mỗi người dân tùy theo sức khỏe, giới tính, tuổi tác, thời gian của mình hãy chọn một môn thể dục hoặc thể thao phù hợp để luyện tập thường xuyên. Đó là cách học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, đơn giản và hiệu quả nhất. Để thực hiện có hiệu quả việc rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Nguyễn Văn Sơn đề nghị các ngành các cấp thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao để bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện và hơn 400 cán bộ công chức viên chức, các chiến sĩ lực lượng vũ trang, các em học sinh đã tham gia chạy hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018 với lộ trình dài hơn 1 km vòng quanh khu vực trung tâm thị trấn Hòa Bình. Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 72 năm ngày thể thao Việt Nam và ngày Bác Hồ viết bài Thể dục và sức khỏe, kêu gọi đồng bào tập thể dục 27 tháng 3 năm 1946, 27 tháng 3 năm 2018. Thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải đã tổ chức lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018. Tham gia lễ phát động có hơn 400 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, giáo viên, học sinh của các cơ quan đơn vị, trường học trên địa bàn thị trấn. Tại lễ phát động, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị trấn Gành Hào đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thị trấn hãy chọn cho mình một môn thể thao phù hợp và tích cực tham gia luyện tập. Đồng thời đề nghị nhân dân thị trấn Gành Hào tích cực rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, xây dựng ngày chạy Olympic trở thành hoạt động truyền thống hàng năm, từng bước tạo thói quen thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, nâng cao thể chất mọi người nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc của con người Việt Nam. Sau lễ phát động, hơn 400 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, giáo viên, học sinh ở các cơ quan đơn vị, trường học trên địa bàn thị trấn Gành Hào đã tham gia chạy hưởng ứng ngày chạy Olympic về sức khỏe toàn dân năm 2018 với cự ly 1.000m từ trụ sở huyện đội đến ngã ba Mũi Dùi. Đảng ủy, cơ quan, chính quyền huyện Hồng Dân vừa tổ chức hội nghị triển khai chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu và kế hoạch thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 của Đảng ủy cho gần 50 đại biểu là thành viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Bí thư chi bộ, Thủ trưởng cơ quan ban ngành trực thuộc. Theo đó, các đại biểu đã được triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 với nội dung xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn chặt với việc tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảng. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung quán triệt chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ đảng viên, công chức viên chức và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Theo đó, Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện đề nghị các chi ủy, chi bộ tăng cường tuyên truyền, tổ chức học tập quán triệt và đăng ký thực hiện công trình phần việc trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức sát với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 và tinh thần chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Mỗi chi ủy, chi bộ cần xây dựng nội dung kế hoạch thực hiện sát hợp, có trọng tâm, trọng điểm, phân công rõ trách nhiệm của đơn vị, bộ phận, cá nhân phụ trách và phát huy vai trò, tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu. Trong năm qua, việc triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của thành phố Bạc Liêu đã đạt được những kết quả thiết thực, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Theo đó, Ban chỉ đạo phong trào thành phố Bạc Liêu đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018. Năm 2018, nhiều chỉ tiêu được Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố đề ra, như công nhận mới 400 hộ gia đình văn hóa, giữ vững danh hiệu 67 trên 67 khóm ấp văn hóa, phấn đấu đến quý tư năm 2018, công nhận phường Nhà Mát đạt chuẩn phường văn minh đô thị. Để đạt được các mục tiêu trên, thành phố đã đề ra nhiều nhiệm vụ, trong đó trọng tâm là thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phải gắn với thực hiện nhiệm vụ góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Về kết quả, năm 2017 vừa qua, toàn thành phố Bạc Liêu có 691 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, nâng tổng số hộ gia đình văn hóa trên địa bàn thành phố đạt 96,5%. Các quy ước khóm ấp văn hóa được triển khai thực hiện kịp thời. Việc thực hiện các tiêu chí tiêu chuẩn về nếp sống văn hóa trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động tại các đơn vị có nhiều tiến bộ và được quan tâm. Trong năm, thành phố đã công nhận lại 110 trên 124 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Phong trào xây dựng phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị, xã văn hóa nông thôn mới đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi ở các phường xã trên địa bàn thành phố, góp phần đưa diện mạo thành phố ngày càng xanh sạch đẹp văn minh và từng bước hiện đại. Thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Phước Long quyết tâm thực hiện hoàn thành công tác xây dựng nhà ở cho người có công trong tháng 6 năm 2018. Trên tinh thần đó, hôm qua, huyện đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng theo quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ. Qua thống kê, huyện Phước Long còn 858 gia đình có công còn khó khăn về nhà ở cần được xây dựng mới và sửa chữa. Vì thế, trong thời gian hơn 3 tháng, từ nay đến ngày 30 tháng 6, huyện sẽ tập trung xây dựng mới 745 căn nhà tình nghĩa, đồng thời tiến hành sửa chữa 113 căn đã xuống cấp để ổn định cuộc sống cho các gia đình có công với cách mạng. Tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban dân huyện Phước Long và các xã thị trấn hạ quyết tâm thực hiện hoàn thành việc xây dựng mới và sửa chữa hơn 800 căn nhà trong tháng 6 để lập thành tích chào mừng Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 sắp tới. Do thời gian gấp rút nên huyện chỉ đạo các ngành các cấp phải khẩn trương xây dựng và sửa chữa tất cả các căn nhà với tinh thần trách nhiệm cao, vừa đảm bảo thời gian và chất lượng để phục vụ lâu dài cho các gia đình. Với cái số lượng lớn như vậy đó, thì huyện hiện nay xây dựng kế hoạch rất là cụ thể, giao cho các ngành các cấp và các xã đó thì liên hệ với các cái chủ vật tư, rồi thợ, rồi vận động gia đình, những người có lao động, có con em thợ đó là tập trung để mà xây dựng nhà ở. Thì hiện nay đó thì huyện là chỉ đạo cho các cái cơ quan chức năng coi như là theo dõi rồi nhắc nhở đôn đốc kiểm tra. Thì hiện nay đó là huyện ủy có phân công các đồng chí thường vụ và cấp ủy để xuống chỉ đạo và tập trung quyết liệt để làm sao mà thực hiện đúng theo cái kế hoạch và cái tiến độ đã đề ra. Xây dựng là phải đảm bảo cái chất lượng đúng theo cái quy định và cũng như cái thiết kế mẫu của sở xây dựng đã ban hành. Thì hiện nay thì giao cho phòng kinh tế hạ tầng và các ngành chức năng đó là các cử các đồng chí theo dõi giám sát chặt chẽ để làm sao là đảm bảo cái xây dựng chất lượng, tiết kiệm, đúng chất lượng và chống lãng phí tiêu cực. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày 27 và 28 tháng 3 sẽ diễn ra đại hội lần thứ 3 Công đoàn viên chức tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2018-2023. Đến nay, tất cả các mặt công tác đại hội đã được chuẩn bị hoàn tất để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội lần này diễn ra trong niềm vui phấn khởi của công đoàn viên trước sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua. Đặc biệt, những kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua của tổ chức công đoàn không chỉ làm tiền đề cơ sở quan trọng cho công đoàn viên chức tỉnh xây dựng nội dung chương trình hoạt động nhiệm kỳ mới, mà còn tạo được niềm tin, sự kỳ vọng của công đoàn viên gửi đến đại hội. Theo lãnh đạo công đoàn viên chức tỉnh, cách đây vài ngày, tất cả các công việc liên quan đến công tác chuẩn bị cho đại hội đã được hoàn tất, đảm bảo chất lượng yêu cầu đề ra. Để đại hội diễn ra thành công và qua đại hội, ban chấp hành nhiệm kỳ mới hoạt động đạt hiệu quả cao. Trong quá trình chuẩn bị đại hội lần này, công đoàn viên chức tỉnh đặc biệt chú trọng đến công tác tổ chức nhân sự và xây dựng báo cáo chính trị để báo cáo trước đại hội. Về nhân sự,
ngay từ khi chuẩn bị đại hội công đoàn cơ sở, đã được công đoàn viên chức tỉnh và cấp ủy thủ trưởng các đơn vị chọn bầu những người có bản lĩnh chính trị, có uy tín, trách nhiệm và tâm huyết với hoạt động công đoàn. Đối với báo cáo chính trị, công đoàn viên chức tỉnh xây dựng từ sớm với đầy đủ sâu sát các nội dung và đã được trình gửi lấy ý kiến rộng rãi từ cấp trên, các công đoàn cơ sở và công đoàn viên. Thực hiện nghiêm túc quy trình hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác văn kiện, cũng đã thông qua ban thường vụ, thông qua ban chấp hành và triển khai đến cho các công đoàn cơ sở trực thuộc khối công đoàn viên chức đóng góp lấy ý kiến việc lựa chọn cái nhân sự của đại hội lần này, là ngoài việc cơ cấu rồi số lượng thì chất lượng của cán bộ là vấn đề là số 1. Phải đòi hỏi là người cán bộ đó phải có phẩm chất đạo đức tốt, phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, phải có tâm huyết với tổ chức công đoàn, phải nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Song song với công tác chuẩn bị nhân sự, văn kiện đại hội, công đoàn viên chức tỉnh cũng phát động một số hoạt động chào mừng đại hội và nhận được sự tích cực hưởng ứng tham gia của tổ chức công đoàn và công đoàn viên. Từ đó tạo không khí vui tươi phấn khởi cho công đoàn viên và mọi người nỗ lực trong công tác cũng như có những đóng góp vào tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Mục tiêu đặt ra của công đoàn là mình phải luôn quan tâm cái nguyện vọng và cái đề xuất chính đáng của công đoàn viên. Và đặc biệt thì cái quan tâm nhất đó là cái việc tiếp tục đẩy mạnh công tác mà tuyên truyền giáo dục cho công đoàn viên, quan tâm chia sẻ trong cuộc sống cũng như công tác của công đoàn viên để nhằm góp phần cho công đoàn viên yên tâm công tác. Tham gia dự đại hội công đoàn cấp trên lần này thì với trách nhiệm của mình sẽ cố gắng bằng cái khả năng, bằng cái nhận thức của mình sẽ đóng góp cho hoàn thiện cái văn kiện của đại hội. Sắp tới thì đại hội công đoàn viên chức diễn ra thì thay mặt cho công đoàn viên thì rất mong là được sự quan tâm của công đoàn viên chức là thăm quan tâm hơn nữa tới các phong trào thi đua, quan tâm tới đời sống của cán bộ công nhân viên chức, tạo điều kiện để cho cán bộ được nâng cao trình độ chuyên môn, tạo điều kiện nhiều sân chơi để cho công đoàn được tham gia các động vui chơi giải trí để nâng cao sức khỏe, vui tươi thoải mái hơn. Sự chuẩn bị chu đáo, cầu thị của công đoàn viên chức tỉnh trong xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh hiệu quả cùng với nỗ lực quyết tâm của ban chấp hành công đoàn các cấp và công đoàn viên không chỉ đem lại thành công cho đại hội mà qua đây còn tạo tiền đề nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn trong nhiệm kỳ mới. Chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Bạc Liêu đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chào tạm biệt.